xin chào tất cả anh em, cũng xin chào anh Luân ở Bình Dương. Nay em sẽ lên clip con Isuki Ray 333, Isuki Ray 333 trắng vàng phát cỏ trực phâm, vàng do bên em làm mới 100%. Sẽ đi sơ lược về cái con máy cài này cho anh em xem. Thì cái con Isuki Ray 33 này thì nó là 33 ngựa, hai cầu trợ lực lái. Con này là số cơ toàn bộ nha anh em. Về ngoại thất thì lúc trước thì bên em cũng đã quay một lần rồi, thì con này còn rất là mới đó, anh em thấy không, rất là đẹp luôn. Rồi, vỏ bánh còn mới tinh, vỏ trước thì là nó sẽ đi là vỏ là 8-16, rồi vỏ sau của nó sẽ là 13-6-24. Bên em đã gắn cái vàng bông cỏ tắt cỏ trục băm là cái con lăn đỡ đằng sau, và hệ thống dao đây, dao để nó cắn ấy nè, đất đẳng cùng. Và sau đây em sẽ giới thiệu cho anh em một số tính năng của xe, cũng như hướng dẫn anh Luân cách về mình xài cho nó ổn định. Thì xe này thì nó sẽ có là 4 số tới, đó không lo VTO là nó sẽ có 4 số xế anh em, 4 số xế. Rồi cái này sẽ là 1, 2, 3, 4, 4 số chạy và tương ứng với 4 tầng nhanh chậm, và 4 tầng nhanh chậm này là của số xế và số chạy luôn nha anh em. Và tiếng lùi qua lăng, ép thì chạy tới, thì rồi thì chạy ra, tiếng lùi qua lăng. Này là ra tay, này là đẩy bên nhanh, này là ga chân, thẳng chân, này vi sai, còn này là chuyển hướng petro, là sẽ tới sẽ lùi anh em. Và cái này là sẽ là ben, và ben nghiêng, tất nhiên là sẽ xài hai cái này. Sẽ tiền sẽ nổ máy lên và em sẽ cho chạy thử tới luôn cho anh cũng như các anh em được xem. Rồi, bật qua đây. Nó theo từng tầng, anh hạ đâu thì nó sẽ đứng ở đó. Và thường là bắt cỏ trục băm mình cứ hạ hết đi, tại vì em đã tính toán giao cộ đồ hết rồi. Và số tới thì đẩy tới thôi, đó nó chạy. Và là số chậm và tầng nhanh nhất sẽ là đây đó. Thắng đó. Còn nhớt được toàn bộ nước mát rồi, là em đã thay mới, nước về em đã gửi sẵn rồi, đây chỉ có đổ dầu và nó xài đây. Và quay cái dàn phát cỏ xung quanh cho anh và mọi người xem hoạt động như thế nào ha. Khi ve lui thì nó kêu tít tít vậy thôi. Đây nè, đây là anh bật lui đây,
rồi sẽ luôn. Thì cái cây lá này nó sẽ quay, nhưng mà cái vàng đằng sau nó sẽ không quay đó. Cái đó là cái thiết kế của bên này, để nó nhiều khi làm quên hay sao đó, nó có hư dao hay là một vấn đề gì đó phát sinh, thì bên em đã làm cái đồ phát đó theo một hướng là chỉ có xới tới thôi, và xới lui thì nó sẽ không có tác dụng nha. Còn khi mà anh xài ấy thì vẫn xới lui này. Rồi ok, em đã quay chi tiết cẩn thận, điện đèn còi đồ ok hết đó, thấy không đó, xi nhan xi nhúng là em đã làm hết rồi, về chỉ có việc là xài thôi, phải suy nghĩ gì. Rồi một lần nữa rất cảm ơn anh đã ủng hộ cửa hàng em, và những anh em sau này sắp tới sẽ ủng hộ bên em đó, mua miếng đồ đầy đủ rồi. Thôi em xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Thân ái và chào tạm biệt.